Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phần khách mời trường quay ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu anh Nguyễn Xuân Tài, chuyên viên phân tích và môi giới của công ty chứng khoán Uri CBV. Vâng, trước tiên xin cảm ơn anh nhiều. Và câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho anh đó là chứng khoán Biển Việt đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2006 và tới nay thì đã đổi tên thành công ty chứng khoán Uri CBV. Vậy thì tại sao Uri CBV lại chọn thời điểm này để tung ra cái sản phẩm là phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến Mắc Cà Phê? Hiện tại thì giao dịch chứng khoán trực tuyến đã mang lại rất nhiều những cái tiện ích cho các nhà đầu tư, cả về thời gian và cái hiệu quả đầu tư. Do đó, Uri CBV với sự hậu thuẫn của tập đoàn tài chính Uri, tập đoàn tài chính đa quốc gia lớn nhất Hàn Quốc và cũng là ngân hàng lớn nhất châu Á, cùng chứng khoán và đầu tư Uri INS đã tiến hành triển khai cái phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến hàng đầu châu Á, Mắc Cà Phê. Mắc là một hệ thống giao dịch chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, tích hợp hệ thống IT liên hoàn từ giao dịch mua bán, đòn bẩy tài chính, kiểm soát phí đến các hoạt động xử lý sau giao dịch và kế toán cuối cùng. Theo nhận xét của ông Hoàng Trung Hô, thành viên Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, đây là hệ thống giao dịch hàng đầu Hàn Quốc được ứng dụng tại Việt Nam qua Uri CBV. Mắc Cà Phê, phần mềm hiện đại nhưng lại rất dễ sử dụng với biểu tượng là một ly cà phê. Nhà đầu tư có thể sử dụng phần mềm này dễ dàng như đang thưởng thức hương vị một ly cà phê hấp dẫn. Các điểm mạnh của Mắc Cà Phê, đây là một phần mềm thu nhỏ của nhân viên nhập lệnh tại sàn với đầy đủ các cái tính năng vượt trội, giao dịch nhanh hơn gấp 3 lần so với web trading thông thường. Nhà đầu tư có thể kiểm nghiệm điều này thực tế trên hệ thống. Ngoài ra, hệ thống này còn cho phép tách và đặt nhiều lệnh cùng một lúc, chuyển tiền trực tuyến và hỗ trợ tài chính trực tuyến. Tính bảo mật an toàn cao của công nghệ VeriSign và công nghệ token. Chúng tôi đang tiến tới thực hiện tất cả các giao dịch cho khách hàng sẽ đều thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Với các công ty chứng khoán khác thì các cái giao trực tuyến như đặt lệnh rồi ứng trước tiền bán đấy là các thì hầu như là công ty nào cũng triển khai. Nhưng với chúng tôi thì chúng tôi cho phép khách hàng có thể nộp rút tiền trực tuyến qua hệ thống. Đồng thời có thể chuyển khoản giữa các tài khoản và đặc biệt là hỗ trợ tài chính cũng thực hiện trực tuyến. Với Mắc Cà Phê thì nhà đầu tư sẽ không phải đến công ty để cứ ký bất cứ một loại giấy tờ nào mà có thể hoàn toàn thực hiện qua phần mềm. Vâng, thế như vậy là vừa rồi thì anh đã giới thiệu về cái phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến mang tên là Mắc Cà Phê. Và thưa anh, từ đầu năm cho đến nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam luôn biến động xung quanh cái mốc là mốc 500 điểm. Vậy chỉ số Việt Nam Security Index của Uri CVB nhìn nhận diễn biến thị trường như thế nào? Và anh thể phân tích về chỉ số ngành, phân tích những ngành nổi bật. Chỉ số Việt Nam Security Index VSI Index bao gồm tất cả các công ty mà có tính đại diện cao nhất được niêm yết trên cả hai sàn, sử dụng những cái tiêu chí chuẩn mà được áp dụng trong việc thiết lập và tính toán các chỉ số nổi tiếng trên thế giới như S&P 500. Các công ty thỏa mãn tiêu chí là những công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất. Thay vì phải theo dõi hơn 500 công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán, thì nhà đầu tư có thể theo dõi mức biến động của toàn bộ thị trường chỉ bằng 70 công ty nằm trong bộ chỉ số VS Index. Hơn nữa, bộ chỉ số của chúng tôi cũng cho nhà đầu tư thấy được cái nhìn chi tiết về từng ngành công nghiệp được phân theo chuẩn hóa ICB. Các xu hướng dù là nhỏ nhất cũng có thể được phản ánh bởi các nhóm chỉ số khác nhau được tính toán bởi Uri CBV. Ví dụ, thị trường trong nước vừa qua đã chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi các cổ phiếu blue chip có xu hướng đi ngang thì dòng tiền đầu cơ tập trung chủ yếu vào các nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ. Xu hướng này được thể hiện rất rõ khi kết hợp bộ 3 chỉ số theo vốn hóa thị trường của Uri CBV. VS Index đại diện cho các cổ phiếu blue chip, trong khi VSI, Mid và Small Cap bao gồm các công ty có vốn hóa vừa và nhỏ. Độ lệch của 3 chỉ số này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 2 và ngày càng tăng lên sau đó, tương ứng với quãng thời gian tăng nóng của các cổ phiếu penny bằng việc chia nhỏ thị trường thành 3 phần dựa trên giá trị vốn hóa, xu hướng đầu cơ và cổ phiếu penny vừa qua đã được phát hiện ngay từ khi mới manh nha và hình thành. Thêm vào đó, với việc lợi nhuận và rủi ro của từng nhóm cổ phiếu đều có thể được lượng hóa một cách dễ dàng để cung cấp những đánh giá chuẩn cho hoạt động đầu tư. Vâng, vậy thì anh có cái lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư trong cái thời điểm thị trường hiện nay, họ nên có cái chiến lược đầu tư như thế nào?
Vâng. Về môi trường vĩ mô trong nước thì thời gian qua rất là ổn định và có chiều hướng tích cực, được đánh giá là một yếu tố hỗ trợ tốt cho thị trường hiện nay. Với chỉ số CPI 6 tháng đầu năm giữ ở mức ổn định là 4,78%, đã phần nào giảm bớt cái quan ngại về kiềm chế lạm phát, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong những cái tháng đầu năm. Chính phủ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa ra những biện pháp mạnh mẽ để ổn định thị trường vĩ mô, song hành với việc kiềm chế lạm phát để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5% trong năm nay. Thì cuộc họp cuối tuần giữa Ngân hàng Nhà nước và 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất về việc đưa ra những cái biện pháp cấp thiết để nhanh chóng hạ mức lãi suất cho vay khoảng 12% và cái lãi suất huy động khoảng 10% trong vòng 3 tháng tới đã mở ra những tín hiệu khả quan cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm nay. Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm ước tính đạt tầm 10 đến 11%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 25% đã được đề ra bởi Ngân hàng Nhà nước. Do vậy mà tăng trưởng tín dụng còn tới gần 50% zoom và nhiều khả năng sẽ được đẩy mạnh trong hai quý cuối năm. Đồng thời đây cũng là cái thời điểm mà nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong nước có xu hướng tăng mạnh. Hệ quả tất yếu, tiền sẽ được bơm vào nền kinh tế nhiều hơn và các doanh nghiệp niêm yết sẽ là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Chính sách tiền tệ được nới lỏng luôn là một cái tín hiệu tốt cho thị trường chứng khoán đi lên trong trung và dài hạn. Đồng thời, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sắp tới, theo chúng tôi đánh giá thì là rất là khả quan, cũng là những nhân tố tích cực cho thị trường thời gian tới. Song song với đó thì vừa qua cái thị trường nhà đất Hà Nội có một đợt sốt giá và hiện đang điều chỉnh nhẹ. Năm nay với việc đại quy hoạch hạ tầng thủ đô, hiện tại Hà Nội đang chờ quy hoạch chi tiết. Do đó khi có quy hoạch chi tiết thì theo chúng tôi một phần dòng tiền sẽ đổ sang thị trường nhà đất để lướt sóng. Đó lại là một lý do để kìm hãm cái đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán và có thể làm thị trường dễ đi ngang. Qua đây chúng tôi rất kỳ vọng nhiều vào các đợt sóng lớn của các mã chứng khoán bất động sản trong thời gian tới. Trong ngắn hạn thì nhà đầu tư không nên cuốn theo các cổ phiếu penny đã tăng nóng nhiều và có mức độ rủi ro quá cao so với lợi nhuận đem lại. Hiện thì theo phân tích kỹ thuật thì giải Bollinger Band đang đi ngang, VN Index nằm trong khoảng giữa mức Fibo 38.2 và 50% của giai đoạn của cái đoạn giá là 480 và 550, tương ứng với mức hỗ trợ 506.8 và cản là 515. Nên thì thị trường sẽ tiếp tục có xu hướng là đi sideways, đi ngang và tích lũy. Theo quan điểm của chúng tôi thì việc cân bằng tỷ lệ giữa tiền mặt và cổ phiếu là chiến lược đầu tư hợp lý trong giai đoạn hiện nay, tránh dùng đòn bẩy quá nhiều và nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội, nắm bắt cái việc gia tăng tỷ lệ nắm giữ các cổ phiếu có lợi nhuận tiềm năng trong thời điểm thị trường điều chỉnh. Vâng, như vậy là chúng ta nên là phân chia cả tiền và cổ phiếu cái ngang bằng nhau và nên đầu tư vào những cái cổ phiếu mà có khả năng có kết quả kinh doanh đột biến, đúng không ạ? Và không nên đầu tư vào những cái cổ phiếu nhỏ mà đã tăng nóng trong thời gian vừa qua. Và cảm ơn những thông tin rất hữu ích của anh dành cho các nhà đầu tư và một lần nữa xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình chúng tôi. Bạn có biết đầu tư chứng khoán dễ như thế nào không? Click. Tôi vừa mua cổ phiếu, bạn có nhìn thấy không? Có những người sinh ra để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người còn lại đã có Uri CBV Online trên truy cập maccafe.uricbv.com. Bạn có biết đầu tư chứng khoán dễ như thế nào không? Click. Tôi vừa mua cổ phiếu, bạn có nhìn thấy không? Có những người sinh ra để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người còn lại đã có Uri CBV Online trên truy cập maccafe.uricbv.com.